hé lộ khả năng Ukraine bị bỏ rơi. Cuộc họp của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã diễn ra và thế giới hướng sự tập trung tới cuộc đụng độ ngoại giao giữa Nga và Ukraine. Tại sự kiện lần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có một bài phát biểu đáng thất vọng, hài hước, nằm ở chỗ truyền hình Ukraine đã vô tình để lộ việc cắt ghép video bài phát biểu của ông Zelensky. Trên thực tế, bài phát biểu này có rất ít người nghe, có nhiều hàng ghế trống, vậy mà trong video truyền thông của Ukraine đăng tải thì các hàng ghế lại được lấp đầy. Hơn thế nữa, họ còn vụng về tới mức ghép luôn cả cảnh ông Zelensky đang nghe bài phát biểu của chính mình. Bất luận là truyền thông nỗ lực như thế nào để mô tả về những bài phát biểu hoa mỹ của ông Zelensky, thì giới chuyên gia vẫn nhận định thẳng thắn rằng phía sau những lời nói đó là sự thất bại ê chề. Nhận định của cựu đặc vụ tình báo Anh MI6 Alastair Scott cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Droking Freedom rằng việc ông Zelensky cố gắng gây áp lực lên cảm xúc trong các bài phát biểu tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang nói lên sự tuyệt vọng của ông ta. Ông nói, Zelensky đang vô cùng tuyệt vọng. Ông ấy thậm chí còn không chắc liệu mình có thể nhận được ATACMS và nguồn hỗ trợ tài chính mới hay không. Ông ấy đang cố gắng để khơi dậy cảm xúc, để có thể nhận thêm nhiều tiền và khí tài cho Ukraine. Theo quan điểm của ông này, Zelensky đang cố gắng để có được sự thương hại từ người Mỹ và thuyết phục họ xem xét lại quan điểm của mình trong việc hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng mà Tổng thống Ukraine khó có khả năng gây được ảnh hưởng tới Quốc hội Hoa Kỳ, nơi có thái độ hoài nghi đối với Kiev thì ngày một gia tăng. Cựu chiến binh lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, nhà nghiên cứu lịch sử Notis Draven đã bày tỏ quan điểm rằng sự thất bại trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của ông Zelensky có thể cho thấy cuộc xung đột sắp kết thúc. Ông ta đã biết rằng sự tiếp đón lạnh lùng của Washington và Liên Hợp Quốc cùng với số lượng ngày càng nhiều những người coi thường Zelensky đã tạo ra ấn tượng rằng cuộc xung đột gần như đã kết thúc. Viết về sự thất bại trong chuyến thăm Washington lần này của Tổng thống Ukraine, thì tờ Hill đã đưa tin Chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ, ông McCarthy, đã từ chối để cho ông Zelensky phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Ông McCarthy đã nói với các phóng viên rằng ông Zelensky đã đề nghị được tổ chức một cuộc gặp và phát biểu, nhưng mà Chủ tịch Hạ viện đã từ chối bởi vì không có thời gian. Điều này một lần nữa cho thấy sẽ khó có sự đồng lòng trong Quốc hội Mỹ về việc viện trợ cho Ukraine. Đây là lý do mà các nhà phân tích Mỹ nói chuyến thăm lần này đã là một thất bại. Một điểm đáng lưu ý khác nữa, đó là khi các chính trị gia Hoa Kỳ đã tỏ ra lạnh nhạt với Ukraine, thì ở châu Âu những cuộc biểu tình quy mô lớn đã không thể che giấu được sự chú ý của thế giới. Cú bẻ lái của Séc báo động cơn ác mộng ở châu Âu. Có khoảng 70.000 người Séc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga. Những người biểu tình này đã tập trung tại thủ đô Praha, đánh dấu sự bất bình dâng cao trong xã hội Séc. Những cuộc biểu tình này bắt nguồn từ sự bất mãn đối với giá năng lượng tăng cao và công chúng yêu cầu phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Cuộc biểu tình mang tên Cộng hòa Séc trên hết đoàn kết các phe cực hữu và cực tả, kêu gọi sửa đổi các thỏa thuận khí đốt với Moscow, ngừng vận chuyển khí tài tới Ukraine và chính phủ của Thủ tướng Petr Fiala cần phải tổ chức lại. Những người khác còn dơ cao biểu ngữ chống lại EU và NATO. Các nhà tổ chức còn có ý định tiếp tục thực hiện các cuộc biểu tình mới vào ngày Quốc khánh Séc 28 tháng 9, trừ khi chính phủ từ chức trước ngày 25 tháng 9. Cộng hòa Séc trong lịch sử là nước ủng hộ trung thành của Ukraine trong Liên minh phương Tây, nhưng khi mùa đông đang tới gần thì mối lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng đang khiến cho người dân mất hết kiên nhẫn. Ngoài ra họ cũng bất bình khi chính phủ chi ngân sách trong thời gian dài cho việc cưu mang người tị nạn Ukraine. Hiện tại thì lập trường của Tổng thống Séc Petr Pavel về Nga và Ukraine cũng đang có sự thay đổi đáng kể. Ban đầu thì ông ủng hộ việc giám sát chặt chẽ người Nga tại các nước phương Tây, nhưng mà bây giờ ông đang đánh giá lại quan điểm của mình. Tổng thống Petr Pavel gần đây đã thực hiện các chính sách cắt giảm phúc lợi cho người tị nạn Ukraine. Praha đang tiến tới phục hồi kinh tế, kêu gọi thiết lập quan hệ ngoại giao với Nga và ổn định giá cả. Ngoài những tín hiệu đang cắt giảm hỗ trợ cho Kiev, thì Cộng hòa Séc còn bị cáo buộc là cung cấp linh kiện cho máy bay không người lái của Nga. Kyiv Independent đã viết về điều này. Điều đáng nói đó là Cộng hòa Séc từng là đồng minh của Kiev, nhưng hiện tại không chỉ bày tỏ mong muốn trục xuất người Ukraine ra khỏi đất nước mình, mà còn dính líu tới việc cung cấp các bộ phận máy bay không người lái cho Moscow. Sự việc này đã làm dấy lên nhiều lo ngại cho dù là công ty Séc bị tình nghi Asmodul Moto đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, nhưng mà rõ ràng là linh kiện của họ đã xuất hiện trong các UAV Nga. Đây là điều không thể tránh khỏi. Thảm hại trên mặt trận quân sự. Theo cựu tình báo MI6 Alaska Cross, lực lượng vũ trang Ukraine đang tổn thất quá nhiều, tới mức họ thậm chí không còn thể tạo ra bất kỳ một thành công mới nào. Trước đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Reiter cũng cho biết rằng quân đội Nga ở gần làng Rabotino ở vùng Zaporizhzhia đang nghiền nát lực lượng dự bị cuối cùng của Ukraine. Cuộc tấn công bằng Storm Shadow lớn nhất từ trước tới nay của Ukraine lại thất bại thảm hại khi mà Nga đã bắt bài được chiến thuật của đối phương. Điều này đã được Eurasian Times viết. Bài báo viết rằng kết quả trong cuộc tấn công chưa từng có vào ban ngày, ngày 20 tháng 9, Ukraine đã phóng 8 tên hành trình tàng hình Storm Shadow từ 11 máy bay ném bom chiến thuật Su-24M nhắm vào hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol, bất chấp việc sử dụng các chiến thuật tinh vi như bay thấp trên biển để thoát khỏi sự phát hiện của hệ thống phòng không Nga và sử dụng 3 tên lửa mồi nhử. Cuộc tấn công này vẫn thất bại hoàn toàn, không một tên lửa Storm Shadow nào có thể bắn trúng mục tiêu. Cuộc tấn công ngày 20 tháng 9 là một nỗ lực của Ukraine với kỳ vọng có thể lặp lại được thành công. Trước đó vào đêm ngày 13 tháng 9, trong vụ tấn công lần này, các máy bay của Ukraine được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Staro Konstantinov tại vùng Kmenitsky. Một nhóm đã bay tới khu vực ở giữa Odessa và Nikolaev, còn một nhóm khác gồm 2 chiếc Su-24M đã bay xa hơn về phía nam Ovchok. Trong đó, 8 chiếc Storm Shadow được phóng đi thì 5 chiếc đã bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsir S-1 của Nga bắn hạ, 3 chiếc còn lại bị rơi gần Sevastopol. Về phía Nga, ngày 22 tháng 9 tiếp tục ghi nhận các chiến công mới của lực lượng không quân truyền thông Nga. Ivestia đã đăng tải thông tin rằng máy bay không kích Su-25 của họ đã tấn công các công sự được ngụy trang của đối phương, phá hủy nhiều phương tiện bọc thép. Trong sáng sớm ngày hôm nay, thì quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào nhà máy kỹ thuật vận tải Kharkov có tên là Marisap. Đây là nơi sửa chữa xe tăng và xe vận chuyển quân nhân Ukraine. Nguồn tin cũng đã cung cấp một bức ảnh về cột khói xuất hiện sau buổi tập kích này, chứng minh nhiệm vụ đã thành công. Nhận định của Marianne Biron, nhà nghiên cứu tại khoa nghiên cứu quân sự King College London, đã giải thích rằng sẽ là hoàn toàn phi logic khi sử dụng những chiếc xe tăng này tại Zaporizhzhia khi trời đang mưa, bởi vì chúng sẽ bị mắc kẹt trong bùn lầy, xe hỗ trợ cũng sẽ bị kẹt, và điều này sẽ trở thành một thảm họa. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải học cách sử dụng đồng thời 3 loại xe tăng phương Tây hoàn toàn khác nhau trong trận chiến là Abrams, Leopard và Challenger. Nhà nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng điều này có thể trở thành một cơn ác mộng thực sự đối với hậu cần. Theo bà thì vấn đề có thể phát sinh khi bảo trì, người Ukraine sẽ cần phải tìm kiếm phụ tùng thay thế và phải có kỹ sư đủ khả năng để sửa chữa tất cả các loại xe bọc thép. Bà ấy kết luận rằng từ quan điểm quân sự, tôi nghĩ điều này đem tới nhiều vấn đề hơn là lợi thế. Có vẻ như là giới chuyên gia và các nhà phân tích phương Tây vẫn đánh giá khách quan về tình hình tại Ukraine. Hôm nay, chính từ phía Ukraine, họ cũng thấy được thái độ của phương Tây đối với cuộc xung đột đang dần thay đổi theo hướng mà họ không mong muốn. Nhà báo Ukraine đã viết rằng những người tham gia cuộc đua bầu cử ở các nước đồng minh đang dùng Ukraine như một lá bài trước khi đất nước của chúng tôi thì gặp khó khăn. Điều này cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại của Ukraine. Nhà báo này tiếp tục rằng chúng tôi đang thua trong cuộc chiến giành sự ủng hộ từ cộng đồng. Đồng thời Kiev cũng có nguy cơ mất đi hơn nữa sự hỗ trợ từ chính phủ phương Tây đương nhiệm hoặc tương lai. Có một bình luận đến từ nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử người Mỹ Notis Draven mang tính tổng thể và rất đặc sắc về cuộc chiến của Nga và phương Tây. Ông ấy nói rằng có nhiều quốc gia có truyền thống biết kính sợ Chúa và không điên rồ, nhưng mà không có ai có năng lực quân sự lớn như Nga. Vì vậy, theo tình hình hiện tại, Nga là kẻ thù số 1 thậm chí trên cả Trung Quốc. Vì sự thống nhất bản sắc dân tộc mạnh mẽ và niềm tin vào Chúa trên hết, họ có sự tự chủ về mặt quân sự. Nước Nga sẽ không cúi đầu và sẽ thức tỉnh trước sự độc ác, điên rồ của thế giới phương Tây. Nga là trở ngại lớn nhất đối với phương Tây và trật tự thế giới mới của họ có nhiều thứ đang bị đe dọa, hơn là các nguồn tài nguyên, biên giới hay là kinh tế. Một cuộc chiến tâm linh đang diễn ra, nhưng mà đừng nhầm lẫn bàn tay con người có thể ký các lệnh trừng phạt theo mệnh lệnh của phương Tây. Thực ra là bàn tay của Satan đang chỉ đạo họ. Tổng thư ký NATO nêu tên quốc gia mà Mỹ sẽ tập trung sau Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra một quan điểm rất phi logic về lý do tại sao Ukraine phải giành chiến thắng, trong khi phía Nga nhiều lần tuyên bố rằng NATO đã không làm gì để xây dựng các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Stoltenberg đã phát biểu tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như sau: nếu Mỹ lo lắng về Trung Quốc thì cần phải đảm bảo chiến thắng cho Ukraine. Nếu như Ukraine thắng, các bạn có quân đội lớn thứ hai châu Âu và điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng tập trung hơn vào Trung Quốc và bớt lo lắng về tình hình ở châu Âu. Tổng thư ký NATO cũng giải thích rằng mục đích sự hiện diện của ông tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là để đảm bảo cho sự hỗ trợ cho Ukraine. Ông ấy nói rằng một trong những mục tiêu đến đây lần này của tôi là để huy động sự hỗ trợ cho Ukraine, và đây là điều đã được thảo luận trong hầu hết các cuộc họp của tôi tại đây. Theo ông, các thành viên NATO và các nước đối tác phải nhận ra rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine cũng là để đảm bảo an ninh cho chính họ. Có một vấn đề trong tư duy logic của Tổng thư ký NATO Đó là tại sao việc Ukraine giành chiến thắng lại có thể giúp cho Mỹ đối phó với Trung Quốc được. Chẳng lẽ nếu như không có Ukraine thì Washington không thể đối đầu với Bắc Kinh được hay sao? Thứ hai, NATO đã bày tỏ sự lo lắng về an ninh cho EU. Có phải ông Jens Stoltenberg đang lo rằng châu Âu không thịnh vượng nếu như phải nhận nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga hay không? Hay là ông ta e sợ viễn cảnh rằng EU sẽ phụ thuộc vào Nga mãi mãi? Thực tế, thành công lớn nhất của Mỹ khi kích nổ cuộc chiến tại Ukraine đó là khiến cho EU suy yếu và trên bờ vực sụp đổ kinh tế, cho nên cách mà Tổng thư ký NATO đang nói về an nguy của châu Âu là ngụy biện và thiếu thuyết phục. Hơn nữa, nếu như NATO tìm mọi cách để Ukraine giành chiến thắng, tức là khiến cho nước Nga suy sụp, và quân đội NATO sẽ chỉ trực chờ cơ hội để tấn công nước Nga. Lúc này, một nước Nga thoi thóp sẽ làm gì để bảo vệ đất nước của mình? Họ sẽ dùng tới nút bấm hạt nhân, và đây mới thực sự là lúc mà an nguy của châu Âu bị đe dọa.